Vâng, xin kính chào toàn thể anh em Võ Lâm Truyền Kỳ 2 đã quay trở lại với clip tiếp tục của em. Hôm nay ngày mùng 4 Tết rồi. Kính chúc toàn thể anh em cùng với gia đình sang năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Thì ngày hôm nay em sẽ lên sóng cho anh em một siêu phẩm clip liên quan tới người ta gọi là một cái auto anh em ạ, liên quan tới cái auto mà anh em khá quen thuộc trong khoảng dao động khoảng một năm trở lại đây. Đó chính là cụt tay, một trong những cái auto gây rất nhiều tranh cãi ở Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Thì bây giờ không để nói nhiều nữa thì em sẽ vào việc luôn. Ngày hôm nay thì hiện tại em đang có mặt tại Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Vinagame nhá, server Tàng Long. Thì như anh em biết thì Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Vinagame cũng đã tồn tại đến thời điểm bây giờ là được 16 năm rồi, hơn 16 năm rồi. Một cái chặng đường có thể nói là rất dài, tương đối là dài đối với một thể loại game gọi là game kiếm hiệp anh em ạ. Bởi vì game kiếm hiệp mà tồn tại được 16 17 năm thì nó thực sự là khó hiếm ấy anh em ạ. Vâng, ngày hôm nay thì ngày hôm nay lên cho anh em một cái người ta gọi là cái gọi là cụt tay. Cái nghe cũng khá quen thuộc rồi anh em nhờ. Có lẽ là nếu mà anh em nào mà hay theo dõi những cái clip Võ Lâm Truyền Kỳ 2 hay là vẫn còn theo dõi Võ Lâm 2 Vinagame thì nghe cái từ cụt tay có lẽ là cũng không có gì xa lạ cả. Thì như anh em đã biết thì dao động khoảng 1 năm 2 năm trở lại đây thì cái hình cái auto ông già, cái tên gọi có thể nói là rất là quen thuộc với anh em Võ Lâm 2, làm mưa làm gió ở Rig 2, thậm chí là cả những cái phiên bản lậu Võ Lâm 2 nói chung anh em ạ. Thì cái auto ông già này can thiệp đến rất nhiều. Cái này ngày hôm nay mình làm clip không phải để chỉ trích auto, bởi vì thực sự là auto này rất có lợi anh em ạ. Lợi đối với những anh em mà nghỉ game lâu, đối với những anh em nghỉ game rất lâu rồi thì họ thực sự là họ rất thích cái auto này. Và những anh em mà BK nó không được mượt hay là không có thời gian BK, tập tành BK thì thực sự auto này là một cái sự lựa chọn vô cùng hợp lý anh em ạ. Bởi vì nó có quá nhiều lợi ích, nó giúp anh em BK chuẩn mực này, rồi các kiểu này. Nói chung là như ngày xưa ấy thì chưa có sự hiện của auto thì như anh em đã biết rồi, chưa có sự hiện auto thì nói chung anh em thay đồ này, rồi báo danh chiến trường này, các thứ là phải bằng tay, tất cả mọi thứ bằng tay. Thậm chí là ngày xưa thì tôi nhớ là bang hội tinh anh rồi các thứ đánh giải đấu là anh em ví dụ muốn thay sách hiệu quả thú dược hay là sách búp thì cũng phải đều bằng tay hết đó. Chứ còn bây giờ thì anh em có thể thấy, trường nghĩa thấy là nó quá là nhàn rồi, tất cả mọi thứ auto anh em chỉ cần click một phát là xong, đúng không ạ? Rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Vâng, thì đây anh em. Và anh em thấy không? Đấy, ví dụ như ngày xưa anh em BK, ví dụ BK bằng tay là phải tụ khí để chuyển vật tịch các thứ. Này, muốn tụ khí không? Cái này là mid. Đó, đây là bình thường anh em nhé, không sử dụng auto. Đây là sử dụng bình thường và anh em có thể thấy là nó sẽ rất vất vả hơn anh em ạ. Và thậm chí là có những pha sút mid, vác mid hoặc là đại tu mid hay là này nọ thì nó là chuyện quá bình thường ở game anh em ạ. Thì ngày hôm nay, vâng, ngày hôm nay tôi sẽ gọi là sử dụng cái tính năng auto và cho anh em thấy cái sự lợi hại khi mà nó can thiệp vào game nó như nào anh em nhé. Và anh em mới thấy vừa rồi là một pha sút ngã, cảm ơn quyền thân ứng xoái. Và cảm ơn quyền thân ứng xoái nó sút ngã đúng không ạ. Thì bây giờ thì em sẽ đeo hai cái viên này vào thì nó còn sút ngã nhiều hơn luôn anh em ạ. Như ngày xưa cái phiên bản mà ngày xưa anh em ạ, chưa có trâu, chưa có ấn đúng không ạ? Chưa có trâu, đặc biệt là chưa có trâu, rồi hiệu và các thứ nữa thì thực sự để nói thì ngày xưa cái việc mà đủ cái viên này là khóa. Ngày xưa chưa có trâu và tiềm năng nó rất là ít thì cái việc mà sút ngã thì nó cũng khó lắm anh em ạ. Bởi vì nó ít lên tầng mà. Thì bây giờ thì anh em thấy là đây, tỷ lệ xuất chiêu rồi hiệu các thứ nữa, chí mệnh 100 nữa vào thì nói thật với anh em là có thể nói là nếu ông nào mà không là không không có kháng hiệu ứng thì nói thật với anh em ngã nó có khi là liên tọi. Và anh em cũng đã biết rồi, có những trường hợp mà tướng tá cũng ngã liên tọi được. Và ngày hôm nay thì em sẽ test cho anh em cái tính năng chính anh em ạ, đó chính là tụ khí ảo mà cái auto ông già này có sự xuất hiện của nó anh em ạ. Thì anh em biết thì cái auto ông già này thì chúng ta có auto BK đúng không ạ, auto BK combo vác đại tu các thứ có hết rồi. Nhưng bây giờ thì hiện tại thì cái khó nhất của game anh em biết là chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 2, đặc biệt là hệ phái Thiên Đấu Quyền, thì cái skill hay là cái gọi là đỉnh cao nhất của hệ phái Thiên Đấu Quyền có lẽ là tụ khí ảo, một mạch tụ khí. Vâng, sau khi mà vác xong anh em lại tiếp tục tụ khí mà không cần phải phát động, tức là không cần phải vi đà đúng không ạ. Anh em tụ khí cho đầy tụ khí xong lại tiếp tục vác tiếp, đó là một cái vô cùng lợi hại của cái hệ phái Thiên Đấu Quyền. Thì ngày hôm nay thì em sẽ test thử cái auto khi mà bên
auto ông già mới có cập nhật anh em ạ. Thực sự nó rất là lợi hại, xem cỡ như nào. Và đây anh em thấy là em sẽ sử dụng cái chức năng đó là BK Dam VIP. Thì hiện tại con Thiếu Lâm Quyền này cũng đã mua cái chức năng auto anh em ạ. Bình thường mà BK ấy thì thực sự là hầu như là em chưa bao giờ em sử dụng auto của Thiếu Lâm Quyền. Nhưng ngày hôm nay để test cho anh em thì em sẽ sử dụng thử nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có mấy cái dòng sử dụng Thiếu Lâm Quyền, đó là hiện thời gian phát động này. Cái này anh em kích vào đây thì khi mà Vida này anh em nhìn nhá. Vida nó sẽ có thời gian 17 giây. Đây nó giống như ở trên đây của anh em này, Vida 15 giây. Đó, kéo dài đúng không ạ? Đó, anh em nhìn không? Đó, thì đây nó hiển thị thời gian. Đó, anh em nhìn không? Để làm sao? Cái này để làm gì ạ? Để khi mà gần hết giây. Đấy, anh em lại phát động Vida và nó lại được 17 giây tiếp, 16 17 giây. Đó. Đấy, cái này anh em để ý thôi chứ không ai mà BK quen Thiếu Lâm Quyền thì không cần phải quan tâm cái thời gian. Không cần quan tâm cái thời gian này làm gì, đúng không? Còn ai mà chưa quen thì quan tâm cái thời gian này rất là quan trọng. Tiếp tục. Để cái thứ hai, cái quan trọng anh em ơi, đó là X Dam Thiếu Lâm Quyền. X Dam Thiếu Lâm Quyền thực ra nó là combo thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng, em sử dụng nó là combo, đó là vác cùng đại tu, vác và đại tu. Và cho anh em xem thử nha. Rồi, sẽ là như thế này. Anh em sẽ tích vào cái dòng đó là X Dam Thiếu Lâm Quyền. Đó. Hiển thị chiêu thức, à cái này em phải bật cái dòng hiển thị chiêu thức đã, rồi xong mới bấm vào X Dam Thiếu Lâm Quyền được. Rồi, thì khi mà anh em đã sử dụng các cái chức năng full rồi, đúng không? Đã bật tích các thứ rồi, thì bây giờ anh em khi mà sử dụng auto này, nào chúng ta sẽ sử dụng auto thử xem. Sử dụng auto thử xem. Và chúng ta sẽ không cần phải gọi là ấy nữa anh em ạ. Đây. Đây nó như thế này. Đây, anh em nhìn nhá, anh em nhá. Anh em không cần phải bấm ca diệp hay là như thế kia nữa, anh em chỉ cần bấm Vida. Đấy nó tự phát động luôn. Và sau đó là anh em như này. Ở cái này nó chuyển nhầm mặt tịch rồi, xin lỗi anh em, để làm lại nhá. Vâng. Vâng, anh em thấy sút ngã cả cái bóng quyền luôn. Đây là cái hiệu quả đầu tiên, đấy là bình thường là cái X Dam đúng không? Đây là combo văn vân anh em ạ, đây combo văn vân. Anh em nhìn thấy bên phải, bên skill bên phải không có ấy luôn đúng không? Anh em nhìn thấy lợi hại không? Đù. Vâng, ui. Anh em nhìn thấy không? Mày Thiếu Lâm Quyền xoáy sút sút ngã cái bóng quyền. Cái bóng quyền liên tục anh em ạ, cái bóng quyền thần đứng xoáy liên tục, có thể nói là tôi không còn gì để nói nữa anh em ạ, vì nó quá khủng anh em ạ. Đây, 4 này. Vâng, anh em thấy combo nhá. Combo sẽ là của đó sẽ là khi mà sử dụng văn vân tầng 6. Sẽ là combo này, combo văn vân này, đúng không? Combo văn vân vác này, xong rồi văn vân 9 này. Đấy, anh em. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nó combo luôn, combo nếu anh em cài cả chiêu La Hán vào thì nó cả cả La Hán luôn. Thì đây là cái trước đây cũng có rồi. Và anh em thấy ngã không? Mẹ mày vãi nồi, đây là còn xoáy anh em ạ. Chứ tôi nói thật với anh em, arc này mà không phải là xoáy thì chắc là ngã liên tội thật luôn. Bởi vì nó lên tầng liên tục mà, rất đáng sợ rồi. Wow, anh em thấy đam rất khủng đúng không? Rồi chúng ta thêm một combo nữa và chúng ta sẽ đến với cái phần chính của ngày hôm nay, đó chính là tụ khí ảo anh em ạ. Vâng, lại ngã tiếp. Vâng, anh em thấy rất khó chịu. Ok anh em, thì ngày hôm nay em sẽ đến với cái nội dung chính của ngày hôm nay, đó là về cái phần tụ khí ảo, một trong những cái chức năng, một cái tính năng mà có thể nói là đỉnh cao của Thiếu Lâm Quyền, mang tên tụ khí ảo. Tụ khí ảo là gì? Đấy, như nãy thì em cũng đã biểu diễn cho anh em xem rồi. Bình thường ví dụ anh em muốn đúng không ạ, anh em muốn đây tôi sẽ bỏ cái chức năng này đi, đây bỏ cái chức năng này đi anh em nhá. Thì bình thường ví dụ anh em sẽ BK như này. Bình thường tụ khí ảo nó là cái gì? Đây nó là như thế này. Bình thường anh em như này, Vida xong đúng không, anh em vác này, anh em vác hết này, sau đó là hồi tụ khí này. Cái này phải ngắt, yêu cầu ngắt rất là chuẩn, tức là bây giờ anh em sút này, đó đấy, tiếp tục này. Đó, anh em nhìn được không? Ồ vâng, cái này nó nói chung là cái việc tụ khí ảo, tức là anh em vác xong, anh em lại tụ khí và vác tiếp. Thì tức là làm sao cho cái chiêu thất bảo nó sẽ không để hết thức của nó anh em ạ. Không để hết thức của nó. Cái này là bình thường sử dụng bằng tay và tương đối là khó anh em ạ. Ông nào phải gọi là BK thuần thục thì
sử dụng chức năng này nó mới ok. Thì ngày hôm nay thì em sẽ đến với cái auto ông già. Và như anh em biết thì auto ông già mới cập nhật anh em ạ, mới cập nhật cái quả người ta gọi là tụ khí ảo. Cái này thì nó sử dụng như sau anh em nhé, sử dụng như sau. Đây, auto ông già thì yêu cầu là anh em sử dụng tụ khí 9. Đấy, đây tôi sẽ sử dụng. Đây này. Ở cái thất bảo chiêu pháp tầng 9, được không? Thất bảo chiêu pháp tầng 9 tức là như thế này anh em ạ, tức là như thế này. Bây giờ tôi sẽ sút cho anh em cùng xem nhá. Đây, tôi sẽ sút cho anh em cùng xem. Còn kia ăn máu trước đi. Đây, ở cái này thì anh em chỉ cần đơn giản thôi, anh em chỉ cần không cần ca diệp nữa đúng không ạ? Chúng ta sử dụng auto rồi, chúng ta chỉ cần vi đà thôi là xong. Đây, ví dụ như này đúng không? Đây, tôi vi đà cho anh em. Đấy, anh em nhìn nào. Anh em nhỉ? Đúng không? Sau đó này, anh em chuyển mật tịch này. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Chuyển tầng 9 này. Cái này thỉnh thoảng auto này thì nó cũng chưa hoàn thiện thì phải anh em ạ. Cảm giác có lúc nó chưa hoàn thiện thì phải. Cho nên anh em vẫn phải di chuyển nhá. Di chuyển. Tức là sử dụng như sau. Đây em làm lại một lần nữa. Anh em vi đà này, sử dụng chiêu vi đà này. Sút này. Đây, ui, má thùng tạo thương chết bô luôn anh em ạ. Đây, anh em sử dụng như sau. Chúng ta chỉ cần 3 skill thôi anh em ạ, không cần nhiều. Một là tụ khí tầng 9. Đây, hết tụ khí nhá. Anh em nhìn này. Anh em bấm. Đấy, anh em bấm này, nó tự di chuyển luôn. Và cái này thì cái nguyên tắc của tụ khí ảo tức là anh em phải tụ khí sau đó là đừng để nó hết thức. Đó, đừng để hết thức. Đừng để hết thức anh em ạ. Đó, anh em nhìn thấy không? Tiếp tục này. Thật ra tôi chưa quen cái auto này lắm cho nên là nó cũng chưa được 10. Đấy, ví dụ nha, anh em nhỉ, sử dụng luôn từng. Đó, anh em nhìn không? Và chúng ta bi đà luôn nhá. Đó, bi đà luôn được này. Đấy. Ồ, cái này nó hết rồi. Anh em cùng nhìn lại nhá. Tự này. Sau đó là chúng ta chuyển. Một cái này thỉnh thoảng nó có lúc được, có lúc không anh em ạ. Tôi thấy là có lúc được, lúc không chứ chưa phải là hoàn hảo với cái tụ khí. Chắc là đang trong quá trình fix phải anh em ạ. Lại bị lag này. Đó, lại bị lag luôn anh em ạ. Đây, anh em nhìn nào. Anh em bấm phát, nó sẽ tự di chuyển. Đó, tiếp này. Đó, nó, nhưng mà em thấy nó hay bị lag lắm anh em ạ, hay bị lag mật tịch lắm. Em sẽ làm lại một lần hoàn chỉnh nữa cho anh em xem. Đây. Đây nhá. Cho. Rồi, chúng ta xem. Cái này tôi không nhầm thì anh em phải mồi anh em ạ. Anh em phải mồi một cái lần tụ khí trước. Đó, sau đó là để cho nó hiển thị, anh em nhìn thấy không? Cho nó hiển thị. Đó, anh em nhìn thấy không? Ui. Đó, anh em thấy à? Khi mà tụ khí ảo này, tụ khí ảo anh em phải cho nó hiển thị cái hình tụ khí ở trên thì anh em mới có thể gọi là thành công được. Đấy nhá, tức là anh em phải kiểu mồi. Đây, tôi ví dụ. Đây, ví dụ mồi này. Phải mồi một trước để nó trao ra cái hình tụ khí đã. Đó, xong mới tụ khí được tiếp. Nhưng mà cái này thì tôi thấy là cảm giác nó cũng chưa hoàn chỉnh lắm anh em ạ. Cảm giác chưa hoàn chỉnh và tương đối là đang hơi khó. Vẫn phải kết hợp cả sự di chuyển cả chuột trái với chuột phải nữa. Nhưng mà thực sự là nó cũng rất là kinh khủng rồi. Còn mà anh em sẽ đến phá cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay đi. Đây, chúng ta sẽ. Cái này thì hết thời gian rồi. Và đó lại mít rồi anh em ạ. Chúng ta phải sử dụng tụ khí tầng 9 mới được nha anh em nhá. Tụ khí tầng 9. Tụ khí tầng 9 mới được.
Anh em bấm thu khí tầm 10 là mít nhá. Đó anh em thấy không? Nếu mà bất cái hình của cái hình tụ khí ở trên đầu này là coi như là anh em cũng phải làm lại nhá, cũng phải bi đá lại. Cái này là cái mà kiểu như là nó giúp anh em kiểu phát hiện ra là mình tụ khí ảo có thành công đấy. Đấy, ví dụ như này, sử dụng tâm trí này. Đấy, tụ. Đó lại mít rồi. Bởi vì thật ra cái nguyên tắc mà tụ khí ảo thì nó phải là anh em tụ khí, anh em phải vừa tụ khí vừa dịch chuyển và không để hết cái thức tụ khí thì nó mới thành công được. Và cái này thực sự là auto đang hỗ trợ nhưng mà mình cảm nhận là nó cũng chưa được chưa được hoàn chỉnh, có lẽ là đang trong quá trình fix thì phải anh em ạ. Và tôi thấy có bên Vinagame bên lậu thì hình như là mượt hơn, còn bên Vinagame thì chắc là chịu. Nhưng mà dù sao thì anh em thấy là cái việc mà auto can thiệp vào cái việc BK nó làm cho cái việc anh em BK nó đơn giản hơn rất nhiều. Vâng, BK thì nó auto BK thì anh em biết là nó sẽ kiểu rất là hoàn chỉnh rồi. Nó combo đầy đủ thức này. Anh em nhìn không? Đó, anh em nhìn không? Và nó đam nó có thể gọi là tối đa luôn anh em ạ. Đây anh em nhìn cái bảng của nó này. Bảng đó. Vâng, nó nhảy đam rất chuẩn nha anh em nhá. Nó nhảy đam rất chuẩn vì nó combo nó kiểu nó đúng. Chứ nếu mà anh em combo bằng tay ấy, nó đam nó chưa đạt được mắc tối đa đâu. Đấy. Đấy, lên 94. Đó, có một phát lên 94. Đó. Đây anh em có thể là. Đấy. Đấy, ví dụ anh em này. Chúng ta chuyển sang tụ khí 9 này. Đó, nó sẽ tự di chuyển anh em nhé. Nó sẽ tự di chuyển anh em ạ. Khi mà tụ khí ảo sử dụng auto nó sẽ tự di chuyển. Đó. Ok, thì thôi nhờ. Anh em chắc có lẽ là cũng hiểu về cái lợi hại của auto này rồi. Đây, anh em có thể test thử xem. Lợi hại của auto này, anh em có thể test thử xem. Combo các thứ, vân vân, trừ thủ, đại tu. Vâng, rất chuẩn xác anh em ạ, rất chuẩn xác. Vâng, có lẽ là clip của em xin dừng lại từ đây. Một lần nữa thì cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và hẹn anh em các video tiếp theo. Và ngày hôm nay thì em cũng đã cho anh em xem cái tính năng mới của bên auto ông già đã phát hiện đã mới cập nhật thêm, đó là phần tụ khí ảo. Về đánh giá của em, đánh giá khách quan thôi, mang tính chất là khách quan thôi, thì đánh giá là cái tụ khí ảo này nó cũng đang trong cái thời gian fix thì phải, và nó chưa đạt cái gọi là đẹp nhất anh em ạ, chưa đạt cái gọi là cái ok nhất, đang fix cho nó hoàn hảo nhất hơn. Chứ còn mấy cái combo auto kia thì nó quá là đỉnh cao rồi. Thôi, clip của em dừng lại từ đây. Chúc anh em năm mới nhiều thành công và nhiều sức khỏe nhá. Bye bye anh em, hẹn anh em các video tiếp theo.